Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Trong video này thì tôi xin được hướng dẫn với mọi người là cách cài đặt trọn bộ các phần mềm của Adobe. Thì để cài đặt các phần này thì các bạn cần phải tải đó là phần mềm Adobe Creative Cloud. Thì phần mềm này thì tôi xin được giới thiệu với các bạn đó là đây là một phần mềm mà nó quản lý tất cả các sản phẩm do hãng đã đưa ra cho người dùng. Và việc thứ hai là các bạn cần phải tải phần mềm cài đặt để sử dụng các phần mềm của Adobe. Do là khi các bạn cài đặt, các bạn phải ngắt kết nối mạng để các bạn có thể cài đặt. Thì tôi xin được để video hướng dẫn chi tiết dưới phần giới thiệu để các bạn có thể cài đặt dễ dàng hơn và không cần mạng mà vẫn có thể xem được.